Chào mừng bạn đến với chuyên mục Lăn vào bếp mùa dịch cùng với Fancy Fondant. Hôm nay thì tụi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bột chiên vừa ngon vừa dễ làm, không khác gì ăn ngoài. Về nguyên liệu phần bột thì các bạn sẽ cần có là 400g bột gạo, 10g bột năng, 20g bột tàn mì hay còn gọi là bột mì tinh, 800ml nước, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu hành và 1 nửa muỗng canh hắc xì dầu. Đối với bột tàn mì hay còn gọi bột mì tinh, trong giai đoạn mùa dịch như thế này, nếu các bạn tìm cho mình được thì mình vẫn có thể sử dụng. Còn nếu không thì các bạn vẫn có thể lược bỏ đi, vẫn không vấn đề gì hết. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần dầu hành trước. Phần dầu hành này thì cực kỳ đơn giản và dễ làm luôn. Các bạn chỉ cần cho một lượng dầu cần thiết vào trong chảo và các bạn đợi cho dầu của mình được nóng lên, được sôi lên thì các bạn sẽ cho hết toàn bộ phần hành vào trong đây. Ở đây mình đang có sử dụng là vừa có hành lá nè và vừa có củ hành tím. Mình sẽ phi cho đến khi nào các bạn cảm thấy được là hành nó sẽ chuyển sang màu vàng nâu thì mình sẽ tắt bếp và sẽ tách luôn cả phần dầu và phần cái ra riêng. Phần dầu hành này sẽ là một trong những nguyên liệu cần thiết trong để khi các bạn làm phần bột nhé. Như vậy là mình đã xong phần dầu hành rồi. Nguyên liệu đã đầy đủ thì bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện làm phần bột. Thì ở đây các bạn cũng thấy là mình sẽ vừa có là nguyên liệu là bột gạo và bột năng. Hiện giờ mình không tìm được bột tàn mì hay còn gọi là bột mì tinh nên mình chỉ cần có bột gạo và bột tàn mì bột năng thôi. Và mình sẽ trộn hai loại bột này lại với nhau. Sau đó thì các bạn sẽ cho khoảng 800ml nước vào trong này. Để thuận tiện cho cái việc mà ngâm bột của mình, đánh dấu cho cái mức lượng bột của mình thì bây giờ mình sẽ chuyển hết cái phần bột này sang một cái xô nhựa để mình dễ dàng đánh dấu hơn. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị sang cái giai đoạn đó là ngâm bột. Thì giai đoạn ngâm bột này nó sẽ giúp cho mình là loại bỏ hết cái phần mùi của bột đi. Thì giai đoạn này thực ra mình có thể làm bằng 2 lần. Các bạn chỉ cần đánh dấu lại cho mình cái lượng mực nước hiện giờ. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần đánh dấu cho mình cái lượng mực nước hiện giờ nó sẽ là khoảng gồm có là mực nước của 800ml nước này. Các bạn có thể dùng bất cứ loại bút nào cũng được, có thể đánh dấu ở trên xô thì các bạn sẽ đánh dấu lại và sau đó thì mình sẽ cho thêm một cái lượng nước mới vào trong này. Mình sẽ cho cái lượng nước mới này vào trong này gần với miệng xô và sau đó mình sẽ ngâm. Thì trong cái quá trình ngâm để cho tránh bột không bị chua thì các bạn sẽ cho vào đây thêm 2 muỗng cà phê muối và sau đó mình sẽ hòa tan lên. Cái giai đoạn ngâm bột này thực ra các bạn có thể là làm thành 2 lần cũng được. Thì lần đầu khi các bạn sẽ thấy là ngâm khoảng một lúc sau thì các bạn sẽ thấy hiện tượng đó là bột lắng xuống và nước trong hiện lên, nó sẽ tách ra cái phần bột ở phía dưới đáy và phần nước trong phải nằm ở trên. Thì các bạn sẽ vớt bỏ cái phần nước trong đó đi và tiếp tục sẽ thêm một cái lượng nước mới vào và ngâm đợt 2. Khi ngâm bột như thế này á, mình có thể là cất cái lượng cái xô bột của mình vào trong tủ mát để tránh bột không bị hư. Còn nếu mà các bạn làm trong một giai đoạn là gấp gáp thì mình có thể ngâm bột khoảng từ 4 đến 5 tiếng là được rồi. Sau khi mà mình đã ngâm bột qua 2 lần rồi thì bây giờ mình vẫn cứ tiếp tục vớt bỏ hết tất cả những cái phần nước trong đấy đi và không hề đụng chạm đến cái phần bột ở phía dưới nha các bạn. Mình chỉ cần vớt bỏ hết cái lượng nước trong sau khi ngâm đi và bây giờ mình sẽ cho một cái lượng nước mới vào đúng với cái lại mực nước mà ngày hôm qua đã đánh dấu.
Rồi để chuẩn bị khuấy trùng thì mình sẽ cho hết cái phần lượng bột này vào trong một cái nồi và bắt lên bếp. Như các bạn cũng đã thấy là đầu tiên mình đã cho 2 muỗng cà phê muối vào rồi, nhưng mà do mình ngâm bột đến 2 lần thì và mình cũng vớt bỏ hết cái phần nước trong đó đi rồi, nên bây giờ cái lượng bột ở đây mình cũng không còn mặn nữa. Mình sẽ cho thêm những gia vị như là thêm một nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường và một muỗng canh dầu hành. Khi các bạn đã nếm đầy đủ các phần gia vị rồi thì bây giờ mình sẽ bắt bếp lên và bắt đầu khuấy trùng. Thì giai đoạn khuấy trùng này nó yêu cầu một điều, đó là các bạn phải liên tục khuấy cái nồi bột của mình và không hề bỏ đi đâu hết. Thì hiện giờ mình đang sử dụng đó là bếp điện từ và mình đang đặt ở chế độ khoảng 1000W. Đối với phần khuấy trùng như thế này, trong một khoảng thời gian các bạn vừa phải khuấy vừa phải đứng canh chờ nó, thì nếu các bạn làm với một lượng lớn hơn thì ở đây các bạn sẽ cần đến một cái nồi senboko. Thì cái nồi này nó đang giúp cho mọi người một công đoạn, đó là thay các bạn làm cái công việc đứng khuấy, và trong thời gian đó các bạn vẫn có thể làm những công việc khác cần làm. Phần bột của mình hiện giờ các bạn sẽ thấy nó là có một nửa chín nửa sống thì nó sẽ là đạt rồi. Đó là cái dấu hiệu để mình có thể thấy được nửa sống nửa chín ở đây tức là sao? Tức là các bạn sẽ cảm thấy được là một nửa mình có thể là thấy màu đục, một nửa thì các bạn thấy nó trong trong. Thì như vậy là cái phần bột của mình đã hoàn chỉnh. Thì bây giờ cái phần này đã hoàn chỉnh xong thì mình sẽ tắt bếp và chuẩn bị sang giai đoạn là nhồi bột. Thì nhồi bột thì mình có, nếu ở nhà các bạn có phần mặt bàn đá thì mình vẫn có thể sử dụng mặt đá. Nếu không thì bạn có thể cho ra một cái mâm hoặc là bất cứ một cái tấm lót bằng silicone nào cũng được. Và trên đó thì các bạn nên phủ một ít dầu ăn lên trên này. Đối với phần bột hiện giờ của mình vẫn còn đang rất là nóng, nên mình khuyên các bạn sẽ dùng đến 2 lần găng tay. Đó là một găng tay vải phía trong và một găng tay ni lông phía ngoài, thì nó sẽ giúp cho tay của bạn được bảo vệ tay của bạn tốt hơn. Tại sao mình phải nhồi bột? Nhồi bột ở đây nó sẽ giúp cho cái phần nửa sống nửa chín của mình ở cái phần khuấy trùng phía trên nó sẽ được hòa quyện lại với nhau hơn, nó sẽ không tách riêng hai phần đó ra khi chúng ta đem hấp. Lúc nhồi bột như thế này thì mình cũng khuyên các bạn nên là nhồi lúc cái bột của mình vẫn còn đang nóng nha, vẫn còn nóng. Chứ các bạn đừng nên nhồi bột vào lúc cái bột nó đã mềm, đã nguội rồi. Nó sẽ không hòa quyện được hai cái phần chín và phần sống lại với nhau đâu. Sau khi mà các bạn đã nhồi bột xong, thì mình sẽ ép nó thành một cái khối bột. Mình sẽ ép nó thành một cái khối. Thì cái khối này các bạn tùy theo các bạn muốn độ dày như thế nào, mình sẽ ép ra như thế đấy. Trong thời gian mà chúng ta đang nhồi bột thì mình cũng nên bắt một cái nồi nước, một cái sửng hấp lên, và cái lượng nước bên trong các bạn cũng đừng cho quá nhiều nước. Nếu mà các bạn cho nhiều nước quá thì cái lượng hơi nước bốc lên cũng rất là nhanh, nó sẽ làm cho bột của mình nó không tốt. Còn nếu các bạn cho ít nước quá thì các bạn sẽ vừa hấp vừa phải canh lượng nước bên trong để tránh phần cháy nồi. Phần bột ở đây mình sẽ hấp từ khoảng từ 30 đến 1 giờ, thì nó cũng còn tùy thuộc vô cái độ dày của bột của các bạn. Trong thời gian ca hấp bột thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần nước chấm trước. Nước chấm hiện giờ mình đang cần có khoảng 400ml nước, 120g đường, một nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh giấm tiêu và 8 muỗng canh nước tương.
Trong tất cả các nguyên liệu thì ở đây các bạn sẽ cho tất cả các nguyên liệu từ trên là gồm có nước này, đường, muối, nước mắm và giấm tiều vào trong đây và các bạn sẽ nấu cho sôi. Khi nước sôi lên rồi thì các bạn sẽ bắt đầu cho nước tương vào và mình sẽ tắt bếp. Ở đây có một cái nguyên liệu là giấm tiều hay còn gọi là giấm đỏ hoặc là giấm tàu. Nếu trong thời gian này, trong mùa dịch này, nếu các bạn tìm được cho mình giấm tiều thì là rất là tốt. Còn nếu các bạn không tìm được cho mình loại giấm tiều thì các bạn vẫn có thể thay thế bằng giấm trắng cũng được, không sao hết. Như vậy là mình đã xong cái phần nước chấm cho món bột chiên rồi. Bây giờ mình chỉ cần để nguội phần nước chấm này thôi nhé. Quay trở lại với phần bột thì sau một khoảng thời gian mình hấp thì các bạn cũng sẽ thấy là bây giờ mình sẽ tìm một cây đũa và mình chọt vào bên trong để mình kiểm tra cái phần bột. Nếu bột của mình đã chín hết hoàn toàn rồi thì mình sẽ để cho phần bột này thật là nguội. Sau đó mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm để mình bọc lại và cất vào tủ. Đối với những người mà muốn ăn liền thì mình có thể để cái phần bột này nguội thôi rồi sau đó mình sẽ cắt ra chiên luôn. Nhưng mà theo mình thấy thì là mình nên cất vào tủ lạnh cho thật là nguội luôn rồi cất vào tủ lạnh thì khi mà qua ngày hôm sau mình cắt ra chiên thì nó sẽ ăn ngon hơn rất là nhiều. Khi cắt bột để cho bột nó không dính vào trong dao thì mình có thể thoa một ít dầu ăn lên trên cái phần lưỡi dao và bắt đầu tiến hành là cắt bột. Ở đây mình sẽ cắt ra thành từng thanh trước, sau đó mình sẽ cắt lại thành từng những cái khối chữ nhật. Rồi sau khi mà mình đã cắt xong hết toàn bộ cái lượng bột rồi thì mình sẽ tạo thêm một chút màu cho bột. Ở đây mình sẽ sử dụng là một nửa muỗng canh hắc xì dầu và pha loãng thêm một chút nước tương chấm mà mình đã nấu trước đó. Hai phần này mình sẽ cần pha loãng với nhau, sau đó mình sẽ rưới đều lên trên cái phần bột của mình thì mình sẽ xốc lên. Để cho cái phần bột của mình nó có khi mà các bạn chiên lên nó sẽ đem đến một cái hiệu ứng về màu sắc, sẽ làm cho món bột chiên của mình trông ngon và đẹp mắt hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chiên phần bột. Cái phần bột chiên này thì tùy theo khẩu vị của mỗi người, tức là theo cái sức ăn của mỗi người thì mình sẽ cho bấy nhiêu lượng bột vào trong chảo. Mình sẽ chiên cho phần bột này của mình giòn. Các bạn chỉ cần thêm một chút hành và bắt đầu mình sẽ cho trứng vào trong này. Thế là mình đã chiên xong cái phần bột chiên rồi. Mình đã có được món bột chiên ăn vừa ngon vừa dễ làm lại không khác gì ăn ngoài. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bột chiên trong chiến dịch lăn vào bếp vào mùa dịch của Fancy Fondant rồi. Nếu các bạn muốn tìm mua về nguyên vật liệu thì các bạn có thể tìm mua trên đường link của Shopee của Fancy Fondant đang hiển thị ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video clip của ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể nhấn nút like và đăng ký ở phía dưới để có thể nhận được những thông báo mới của Fancy Fondant. Xin chào và hẹn gặp lại.